Mùa 3 giải xe đạp quốc tế VTB Cup Tôn Hoa Sen đã quay trở lại với giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên tới 1.282.000.000 đồng, 14 chặng đua gay cấn, tổng lộ trình lên tới 1.843 km kéo dài từ Bắc vào Nam, 12 đội đua trong đó có 6 đội quốc tế sẽ tranh tài qua những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Ấn tượng, gay cấn và giàu cảm xúc là những gì giải đua đem đến cho người hâm mộ. Giải xe đạp quốc tế VTB Cup Tôn Hoa Sen 2018, vòng quay lan tỏa. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành với chương trình này.